vâng và kính thưa quý vị à, trong mấy cái livestream vừa rồi phong làm khá nhiều và có một số những bạn bè của phong à, một số một một số người và một số người cũng không phải bạn bè của phong nhưng mà biết phong qua livestream đã inbox và ít nhất phong có được ba cái bốn ba bốn cái inbox hỏi phong rằng với cái tình hình kinh tế tại việt nam như phong đã chia sẻ và phân tích thì cái câu hỏi thứ nhất của họ là có nên bán nhà bán tài sản hay không và câu hỏi thứ hai là liệu bán nhà thì có lợi gì hay không thật sự nói với các bạn phong tuy là hiểu rõ cái tình hình trong việt nam qua bạn bè qua thông tin và qua những cái người mà cung cấp nguồn tin hàng ngày cho phong tuy nhiên à, dù sao đi nữa phong không phải là người sống trong việt nam để có thể nắm rõ tình hình bằng các bạn trong việt nam các bạn là những người trực tiếp à, sống thở và làm việc bên đó thì chắc chắn là các bạn sẽ có những cái thông tin nó chính xác hơn để đánh giá cho cái tài sản của các các bạn tuy nhiên nhân cái đề tài này phong làm cái uh, livestream của cái đề tài đầu để các bạn hiểu rõ hơn à, cái, cái những cái gì mà các bạn đang có và cùng so sánh với cái đời sống ở bên mỹ nó như thế nào để các bạn có cái thông tin tương đối là nó à, đầy đủ hơn để các bạn có thể tự quyết định thứ nhất bây giờ phong chia sẻ với các bạn bên hoa kỳ đi thường thường bên hoa kỳ thì cái người đi mua nhà bên Hoa Kỳ nó không giống như bên Việt Nam các bạn bên Hoa Kỳ thì cái người đi mua nhà kể cả những người có đủ khả năng có đủ khả năng để mà có thể trả một lần tức là ví dụ một căn nhà 500 ngàn một triệu đô la họ có khả năng tài chánh trả một lần nhưng mà thông thường người Hoa Kỳ họ không chọn giải pháp này mà họ chọn cái giải pháp là họ trả 20 phần trăm 30 phần trăm của tổng cái số tiền mà căn nhà đã bán phần còn lại là họ đi vay mượn của ngân hàng tại sao họ làm như vậy các bạn? nó đơn giản là thứ nhất là về mặt mà thuế má thì họ được khấu trừ cái tiền mà trả hàng tháng cho cái mortgage tức là cho cái tiền mà trả cho nhà băng hàng tháng cả tiền lời lẫn tiền vốn đó thì họ sẽ à, được khấu trừ vào cái cái thuế hàng năm nếu như họ phải đóng thuế đóng thuế lợi tức thì họ có thể đem những cái tiền đóng đó họ cộng vào để họ trừ ra và họ giảm đi cái tiền thuế đóng hàng năm của họ đó là chuyện thứ nhất và chuyện thứ hai thì ở Hoa Kỳ này á, thật là họ làm việc với cái hệ thống ngân hàng một cách rất là chặt chẽ. Do đó cái đồng tiền khó mà thất thoát được. Vì vậy, họ chỉ muốn bỏ 20%, 30%, còn cái số tiền còn lại đó, họ dùng trong việc khác, à, tiền để ra tiền, đầu tư hay bất cứ việc gì. Chứ họ không có bao giờ, họ ít khi nào mà mang tiền đi đao một lần, đi trả một lần cả. Và bên Mỹ thì nó căn cứ theo một cái hệ thống tính điểm tín dụng, để nhà băng có thể cho các bạn mượn tiền. À, tùy theo cái điểm tín dụng của các bạn cao hay thấp rồi thứ hai nữa là cái lợi tức các bạn à, bao nhiêu và có đủ để mà mua nhà hay không và trả hàng tháng hay không và nếu không đủ thì cái giải pháp nào giúp cho các bạn có thể làm chủ một căn nhà và có thể trả lại nhà băng đúng không các bạn bên cạnh đó một cái yếu tố quan trọng nhất là khi các bạn mua một căn nhà nó không phải là một căn nhà mà chính xác là các bạn mua cái miếng đất đó các bạn sở hữu cái miếng đất và căn nhà một lượt tức là căn nhà đó nó có nó chỉ là một cái căn nhà trên miếng đất thôi còn cái cái miếng đất đó trị giá bao nhiêu lớn như thế nào là cái căn cái, cái miếng đất đó thuộc về các bạn và những gì trên miếng đất đó cũng thuộc về các bạn nếu các bạn là chủ căn nhà chủ miếng đất xin lỗi các bạn do đó thì bên hoa kỳ nó rất là rõ ràng và các bạn làm chủ miếng đất thì cái miếng đất đó sẽ như thế nào các bạn có bị ai tịch thu có bị ai cưỡng chiếm có bị ai lấy hay không các bạn không cho dù miếng đất của các bạn kéo dài 100 năm, 200 năm, 300 năm, nó vẫn thuộc về quyền sở hữu của các bạn trên giấy tờ. Nó vẫn thuộc về quyền sở hữu của các bạn và không ai được phép bước vào miếng đất đó cả. Không ai được phép bước vào miếng đất đó cả. Họ có thể điều đình các bạn mua và bán hay không là do quyền của các bạn. Không một chính phủ nào cũng không một cái uh, uh, thế lực nào có thể lấy lại cái miếng đất đó nếu như miếng đất đó trên cái tờ khế đất dưới tên của các bạn. Trừ khi là các bạn còn nợ tiền nhà băng các bạn trả không hết tiền nhà băng và trong vòng mấy tháng các bạn không trả thì nhà băng có thể kéo cái miếng đất đó tức là cái cái đó sẽ thuộc quyền sở hữu của nhà băng không phải của các bạn nữa đây là một trong những cái mà rất là bình thường ở xứ mỹ à, tất cả mọi người ở mỹ đều hiểu rõ chuyện này còn trị giá của miếng đất thì cũng giống như những nước khác thôi tức là khu nào mà đô thị đông đúc thì đương nhiên giá nó cao hơn khu khu nào nông thôn À, đất rộng thì giá nó rẻ hơn, nó tùy thuộc vào mỗi một cái một cái khu vực. Đồng thời là nó cũng tùy thuộc vào mỗi cái tiểu bang. À, rồi cái thuế đất các bạn phải đóng. Chắc chắn nếu các bạn làm chủ miếng đất thì các bạn phải đóng thuế đất hàng năm. Thì tùy mỗi tiểu bang, có tiểu bang lấy rất là cao, có tiểu bang lấy rất là thấp. Ví dụ như là ở California à, cái thuế đất tôi phải đóng cho cái nhà đi là tối đa là 1.2%. Tức là một 1. À, rồi hai phần trăm trên cái tỷ giá miếng đất của tôi theo cái giá mà tôi mua chứ không phải là theo cái giá thị trường nó phải rõ ràng như vậy trừ khi là tôi làm refinance tức là tôi mượn lại căn nhà mượn nợ lại từ trong căn nhà ra thì nó sẽ tính theo cái giá trị từ lúc mà tôi làm và họ tính cái tiền thuê đất lên à, cái này hơi phức tạp nhưng tôi để tôi giải thích cho các bạn hiểu ví dụ như ba chục năm trước các bạn mua căn nhà với trị giá là 200 trăm ngàn và các bạn ở suốt cho tới bây giờ đúng không thì các bạn cũng chỉ đóng thuế đất trên cái trị giá căn nhà 200.000 các lúc các bạn mua thôi. Các bạn không có cần phải đóng thuế theo cái trị giá thị trường. Bây giờ ví dụ như 20 năm trước, 30 năm trước quý vị mua căn nhà trị giá là 200.000. Bây giờ căn nhà của các bạn trị giá là 700.000. Thì các bạn không phải đóng cái thuế theo cái trị giá 700.000 bây giờ mà các bạn đóng thuế theo cái trị giá của 200.000 lúc các bạn mua. Đó là cái đó là về nguyên tắc. Nhưng trong cái giai đoạn này nếu như vì một lý do nào đó các bạn kẹt tiền, các bạn mượn tiền từ trong căn nhà ra ở bên Mỹ người ta gọi là refinance đó, hoặc là giảm lại hoặc là mượn một cái nợ khác để trả off cái cái nợ cũ đi tức là ví dụ như hai uh, 20 năm trước các bạn mua căn nhà đó và cái với phần lời là 5 chấm mà bây giờ thì bây giờ cái cái lời của ngân hàng á cho các bạn là khoảng 3 chấm thôi tức là các bạn tiết kiệm được hai chấm thì các bạn refinance căn nhà lại tức là các bạn mượn cái một cái nợ mới với cái mới với cái phân loại 3.1 năm để các bạn trả cái nợ cũ đi trả dứt cái nợ cũ đi thì khi các bạn làm như vậy đó thì các bạn được lợi là các bạn giảm được cái tiền nhà hàng tháng bị xuống 2 chấm là rất là nhiều đúng không Tuy nhiên cái mà các bạn phải đối diện là các bạn phải đóng theo cái ngạch thuế mới của cái giá thị trường lúc các bạn làm refinance tức là các bạn phải đóng theo cái giá thuế mới ở tỷ giá 700 ngàn của cái, cái, cái giai đoạn đó đại khái nó là như vậy đó là cái phần mà tôi đang chia sẻ với các bạn về mặt thuế tùy tiểu bang có những tiểu bang lấy thuế đất rất là mắc như là ở Texas à, thường thường là hai chấm mấy nhưng mà có những khu vực ở Texas lấy tới 4 chấm tức là căn nhà tỷ giá 100.000 Mỹ Kim thì các bạn phải đóng một năm là 4.000 đồng tiền thuế <laughs> tùy theo cái cái khu vực nhưng mà đại khái là một tùy tiểu bang thấp thì cao à, và cái đánh giá về cái giá trị đất đai của mỗi tiểu bang khác nhau đó là tôi chia sẻ với các bạn về ở phía bên Mỹ. Và khi mà các bạn mua nhà à, bằng cách là các bạn mượn tiền của ng ngân hàng thì các bạn phải có nhiều cái chứng minh. Thứ nhất là cái điểm tín dụng các bạn phải tương đối à, trung bình trở lên chứ không cần phải là tốt. À, ví dụ như bên Mỹ theo tôi biết trong cái giai đoạn hiện tại à, ở bên Mỹ họ tính theo cái à, cái cái thang điểm FICO, tức là thấp nhất là khoảng 300 mấy điểm và cao nhất là khoảng 900 điểm là cái tốt nhất và cái thấp nhất là cái tệ nhất đó là ba trăm mấy điểm thì cái ngạch mà được xem là trung bình thì các bạn là ở cái mức 640 điểm đó là cái mức trung bình là một người tín dụng không không phải là xấu quá cũng không phải là tốt quá nó mà ở mức trung bình nó gọi là fair credit thì nó nằm ở mức này thì chỉ cần trên cái mức này thì các bạn đã có thể qualify để mượn, mượn tiền nhà băng mua nhà nhưng mà đó mới là cái cửa thứ nhất thôi cái cửa thứ hai thì các bạn phải chứng minh rằng các bạn có đủ khả năng trả nợ mà để cái cách chứng minh đó là cái hồ sơ thuế hàng năm của các bạn hoặc là cái ben statement của các bạn hàng tháng, à, cái bank statement là mỗi tháng các bạn bỏ vô bao nhiêu tiền thì họ đếm lên là họ cộng lại một tháng như vậy là các bạn cái cái tiền thu của các bạn là bao nhiêu tiền chưa trước khi mà khấu trừ những cái vấn đề khác hoặc là cái giấy thuế hàng năm của các bạn à, khi mà các bạn đi khai thuế à, lấy thuế về hay là đóng thuế thì họ căn cứ trên cái đó là cái lợi tích để mà cái họ đánh giá rằng các bạn có đủ khả năng trả nợ hay không cái hàng họ có thể cho các bạn vay tiền mua nhà. Bên cạnh cái vấn đề đó thì họ còn đòi hỏi cái tiền mà các bạn bỏ xuống 10%, 20%, 30% Đau, á, mình mày gọi là đau tức là các bạn bỏ ra cái tiền đầu á. Thì các bạn phải hiểu như thế này là tất tùy thuộc vào cái tín dụng của các bạn, mức ở mức trung bình là 20%, nhưng có những cái hồ sơ mà các bạn không chứng minh được cái khả năng trả là, trả tiền hàng tháng cao thì các bạn phải bỏ thêm nhiều tiền vô để giảm cái tiền hàng tháng xuống thấp ví dụ như là các cái nhà băng họ tính các bạn là ô nếu mà anh đau 20 với cái đồng lương như thế này thì anh sẽ không đủ để trả tiền nhà hàng tháng vậy thì các bạn phải thêm 10 phần trăm 20 phần trăm 30 phần trăm nữa để giảm cái tiền nợ đó xuống giảm cái tiền mình mượn nợ xuống để mà nó có thể à, được qualify tức là được à, nhà băng đồng ý cho mình mượn tiền mua nhà đó là cái một trong những cái rất là à, căn bản hình như ở Hoa Kỳ ai cũng biết điều này cả à, sau cái biến cố cái khủng hoảng tài chánh năm 2008 thì chính phủ Hoa Kỳ khó khăn hơn. À, họ buộc là những người mà muốn mua nhà phải có cái mức lợi tức trên 20%, phải bỏ xuống 20%. Còn nếu như các bạn không đủ 20% bỏ xuống trong cái tiền đầu, các bạn vẫn có thể bỏ 5%, 10%, 15%. À nếu như các bạn là những người mua nhà lần đầu tiên thì chính phủ sẽ có những cái chính sách dễ giải hơn. Tuy nhiên, nếu các bạn bỏ cái số tiền quá ít như vậy thì cái chính phủ yêu cầu là các bạn phải mua cái bảo hiểm cho cái món nợ đó để bảo đảm rằng là lỡ như các bạn không trả nợ thì nhà băng không có bị thiệt hại vì bảo hiểm sẽ bù đắp vô cái tiền đó cho các bạn đúng không? thì cái tiền đó nó gọi là uh, private uh, mortgage insurance tức là thường thường mà anh em trong nghề gọi là cái PMI á cái cái cái, cái tiền mà bảo hiểm uh, cho cái món nợ đó thì nó cũng khá cao. bây giờ sau cái biến cố năm 2008 thì cái số tiền nó khá cao mấy trăm đô la một tháng đó là cái mà tôi đang nói rồi nhà băng họ tính như thế nào để nghĩ rằng là các bạn nghĩ rằng là các bạn có thể qualify để mua một căn nhà nhà băng họ tính rất đơn giản tức là cái tiền mortgage cái tiền mà các bạn trả nợ hàng tháng cho nhà băng đó nó bằng một phần ba cái lợi tức của các bạn một tháng ví dụ như là các bạn à, phải mua một căn nhà các bạn bỏ xuống down mà cái tiền payment của căn nhà đó cái tiền hàng tháng các bạn phải trả cho nhà băng á 2.000 mỹ kim một tháng thì có nghĩa là các bạn phải có cái lợi tức 6.000 mỹ kim một tháng đó là cái cách tính của nhà băng cái cách tính của nhà băng như vậy Thì như vậy thì các bạn mới được qualify để mua nhà Còn nếu cái lợi tức các bạn thấp hơn Thì các bạn Giống như tôi nói là các bạn phải Một là các bạn phải bỏ tiền nhiều hơn để Để down payment Còn nếu không thì các bạn sẽ không qualify Các bạn phải đi qua một cái à, lĩnh vực khác à, Để mà mua nhà Ví dụ như ở đây ngoài trường nhà băng ra Thì nó có những cái private lender Tức là những cái cơ sở, những cái công ty tài chính Chỉ cho vay tiền mua nhà Nó không phải là nhà băng họ không phải là nhà băng họ là công ty tài chánh và đôi khúc đôi lúc họ cũng là nhà băng nữa đó là họ là công ty tài chánh họ có thể cho các bạn thì cái phân lời nó sẽ cao hơn bình thường và cái tiền down payment cũng sẽ cao hơn bình thường đó là cái cách mà các bạn mua nhà và khi cái bán nhà cũng vậy các bạn khi các khi các bạn bán nhà thì các bạn chỉ giao cho người ở trên listing bán nhà thôi và cái tiền đó thì họ họ sẽ giải quyết trong cái nhà băng nếu như các bạn còn nợ tiền nhà băng thì nó sẽ được các bạn sẽ được à, một cái công ty đứng ở giữa trung gian ở bên Mỹ gọi là escrow. Cái công ty này có nhiệm vụ là sẽ giữ cái sự công bằng cho người mua làm lẫn người bán. Tức là cái người mua phải chứng minh cái tài chính họ đầy đủ tiền để mua, tức là tiền họ vay nhà băng, tiền họ đau payment. Ngược lại cái người bán thì cũng phải chứng minh cái trách nhiệm của mình là tất cả những cái báo cáo về căn nhà, à, xây dựng năm bao nhiêu, có mối mọt gì không, có ai chết trong căn nhà đó hay không như thế nào. Họ disclosure tức là họ phải cả, họ phải công khai ra hết. Bên cạnh đó thì bên escrow cũng sẽ kiểm tra bên người bán còn thiếu nợ của ai còn thiếu nợ của nhà băng nào nhà băng nào như thế nào mà họ liên giao căn nhà đó thì sau khi mà bán căn nhà xong thì bên escrow sẽ giải quyết những món nợ đó và cái phần tiền dư còn lại thì trả cho các bạn đúng không ví dụ như các bạn đang nợ 400 ngàn cái cái căn nhà các bạn tỷ giá 500 ngàn thì công ty escrow sẽ có nhiệm vụ là giúp các bạn giải quyết thanh toán cho nhà băng tất cả những cái món nợ các bạn thiếu thì cái phần còn dư lại 100 ngàn đó là của các bạn của các bạn tiền lời đại khái như vậy ở bên Mỹ nó gọi là escrow tức là cái công ty trung gian tôi nghĩ là bên Việt Nam hình như các bạn có cái cái câu mà tôi không hiểu nhưng mà hình hình như họ thường hay dùng đó trọng tài kinh tế thì phải à, cái này tôi không biết có đúng hay không à, hy vọng là tôi nói đúng đó đó là cái cách mua bán nhà bên Mỹ à, để trả lời và giải thích cho các bạn bên Việt Nam hiểu rõ hơn về cái à, thủ tục mua bán nhà hay sợ cái quyền sở hữu căn nhà và miếng đất nó như thế nào nó rất là rõ nét và nó rất là rõ ràng À, nó rất là rõ ràng để các bạn hiểu riêng trong Việt Nam theo tôi biết thì đa phần các bạn trong Việt Nam á lại không giống như bên Mỹ các bạn thích mua nhà trả một lần tức là căn nhà trị giá một tỷ đồng hai tỷ đồng ba tỷ đồng các bạn chỉ muốn là mong trả hết một lần không nợ nần gì nhau nữa đúng không các bạn cái đó là một cái cũng là một cái giải pháp hay nó thích hợp với lại cái thị trường của Việt Nam hoặc là cái đời sống trong Việt Nam của các bạn tuy nhiên thì à, cái điều mà ở trong việt nam nó khác với bên mỹ ở bên mỹ giống như tôi nói các bạn mua căn nhà hay mua miếng đất nó thuộc quyền sở hữu của các bạn một cách tuyệt đối tuyệt đối tức là không ai được đụng tới không ai là chủ hết chỉ có bạn các bạn đứng tên trên giấy tờ khế đất các bạn là chủ miếng đất đó nằm ở dưới căn nhà và các căn nhà đó còn bên việt nam thì các bạn chỉ được quyền làm chủ cái quyền sử dụng thôi tức là miếng đất không phải thuộc quyền của các bạn Miếng đất vẫn là theo cái hiến pháp Của Cộng sản Việt Nam là à, Nhà nước quản lý Đảng lãnh đạo Cái miếng đất đó không thuộc về các bạn Mà những các bạn nào mà mua nhà hay là có thẻ đỏ ấy, Gì đó thì à, Hay là số đỏ gì đó Thì là các bạn phải hiểu rằng các bạn chỉ được sử dụng Cái quyền đó 50 năm 70 năm mà thôi Đó là về, về nguyên tắc Là 50 năm 70 năm Nhưng mà cái chính phủ của Đảng Cộng sản Việt Nam thì họ họ thay đổi hàng họ thay đổi liên tục tức là các bạn có thể làm chủ cái căn nhà đó nhưng các bạn không làm chủ miếng đất và vài năm sau cái ông chính phủ mới lên tức là những ông mới lên mấy ông cần tiền hay mấy ông làm cái gì đó mấy ông đổi luật thì coi như mấy mấy bạn sẽ mất trắng căn nhà mấy ông thu hồi cái đất đó lại để mấy ông bán cho nhà đầu tư hay mấy ông phát triển hay mấy ông nhân danh quốc phòng gì đó mấy ông thu hồi căn nhà đó lại thì coi như các bạn mất trắng tay và không có kiện tụng ở đâu được cả tại vì đất của họ bạn các ông các bạn muốn thì kéo căn nhà đi trả lại miếng đất cho họ làm sao kéo căn nhà căn nhà xây dính với cái nền móng dưới đất làm sao các bạn kéo coi như các bạn bị cướp một cách hợp pháp nếu họ đổi luật do đó các bạn ở bên Việt Nam các bạn làm nói là làm chủ căn nhà nhưng thực chất nó không phải là chủ căn nhà các bạn chỉ được cái quyền làm chủ cái quyền sử dụng trên cái miếng đất đó thôi nó khác với bên, bên Mỹ bên Mỹ là các bạn khi các bạn muốn miếng đất đó là một trăm phần trăm trên khế đất, miếng đất đó là thuộc quyền của các bạn và gia đình các bạn, không ai kể cả chính phủ được quyền đụng tới. Nếu như trường hợp miếng đất đó nó có một cái gì đó liên quan tới quốc phòng, nó có một cái gì đó mà chính phủ rất cần miếng đất đó, thì họ sẽ phải điều đình thương thuyết với các bạn để mua lại cái, cái 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 căn hộ đó, mua lại cái miếng đất đó, đúng không? Và thường thường rơi vào những trường hợp này đó là tất cả những người làm chủ miếng đất đó có khả năng họ bán các căn nhà đó gấp 3, gấp 4 lần so với cái giá bình thường ngoài thị trường. Nếu họ muốn, ồ oh, mấy anh cần mà chứ tôi đâu cần đâu, miếng đất của tôi. Mấy anh thích mua mà, mà tôi không muốn bán, bây giờ mấy anh ép tôi bán quá đi. Ok, tôi bán gấp 3, 4 lần anh chịu được thì, thì mua không chịu được, đi chỗ khác chơi. Ví dụ như là bên Texas nhiều năm trước đây, à, tôi nói là nhiều năm có lẽ là hơn cả nửa thế kỷ trước luôn. Có thể gần cả trăm năm trước luôn. Có những người họ làm chủ một cái miếng đất và vô tình cái miếng đất đó nó nằm trên cái mỏ dầu thì coi như là một phần đó là họ là chủ của cái mỏ dầu đó rồi các bạn do đó thì chính phủ muốn khai thác hay những công ty nào mà khai thác dầu khí thì phải đi mua lại cái miếng đất đó và khi họ mua lại miếng đất đó thì có nghĩa là cái người chủ miếng đất đó trở thành kiểu phú ngay qua một đêm nó không giống như việt nam là ép dân bán giá rẻ rồi lấy miếng đất đó đi khai thác chuyển khác hay là bán cho nhà đầu tư với giá cắt cổ mà vẫn thường xảy ra hàng ngày tại Việt Nam. Các bạn tôi nói với các bạn các bạn tức là họ họ nhân danh là đất đây là sở hữu của toàn dân nhà nước quản lý Đảng lãnh đạo cho nên họ thu hồi miếng đất đó lại. Và khi họ thu hồi miếng đất đó lại thì cái giá mà họ gọi là đền bù. Cái giá mà bên Việt Nam gọi là đền bù đó thì nó chỉ có bằng một phần của cái giá họ bán cho người khác. Nói là đền bù là một cái thuật ngữ mà tôi gọi là một cái thuật ngữ ăn cướp một cách hợp pháp anh phải đi mua lại của tôi và khi anh mua lại của tôi thì cái giá nó phải được tôi thỏa thuận tôi thỏa thuận tôi bán thì mới được đằng này ở bên đó các bạn thấy họ sử dụng vũ lực họ sử dụng bạo lực họ sử dụng cảnh sát cơ động dân à, dân đội của phường họ sử dụng tất cả những cái lực lượng của chính phủ để cưỡng bức những người nào mà không chịu giao đất không chịu vào nhà ra khỏi nhà họ lấy xe họ ủi, sập miếng cái nhà nó luôn và họ tịch thu miếng đất đó lại luôn và cái chuyện này nó xảy ra gần hơn gần như là hàng ngày bên Việt Nam có lẽ là các bạn đã nhìn thấy tôi không nói nhiều các bạn đã nhìn thấy những cái cảnh mà cảnh sát cơ động tức tới, tới, cưỡng chế đất đai dùng cái thử, chữ là cưỡng chế đất đai chứ thực sự nó là cái, một cái hình thức ăn cướp hợp pháp theo cái luật lệ của đảng cộng sản Việt Nam thôi chứ thực đó là một cái hình thức ăn cướp tại vì đất đai của mình mà bây giờ là thuộc quyền sở hữu của người khác và mình chỉ được sử dụng cái căn nhà và bây giờ tới cướp căn nhà tới, tới cướp miếng đất coi như mình mất nhà hai cái xã hội nó rõ ràng và nó khác nhau lắm các bạn bởi vì tại sao mà nhiều người ở Việt Nam inbox cho tôi hỏi là bán nhà bây giờ có lợi hay không và có nên bán hay không tôi nói với các bạn cái này tôi để cho các bạn tự quyết định là vì sao ở trong Việt Nam giống như tôi nói các bạn đang xây nhà trên tảng băng khi mà họ đổi luật các bạn mất căn căn nhà nhưng bù lại khi mà họ chưa đổi luật thì các căn nhà ở trên miếng đất vẫn là tài sản của các bạn bây giờ các bạn bán căn nhà đó tiền các bạn để đâu để chỗ nào an toàn nhất đây các bạn nói để trong nhà băng an toàn các bạn nghĩ rằng nó an toàn hay không bằng chứng là các bạn đã nhìn thấy trong thời gian qua rồi rất nhiều người bị mất tiền khi gửi tiền trong nhà băng mà không làm gì được hết Nhân viên của nhà băng ăn cắp tiền của khách hàng bỏ chạy, bỏ trốn, nhà băng không chịu trách nhiệm. Các bạn thấy một cái sự vô trách nhiệm của hệ thống ngân hàng của Việt Nam chưa? Làm sao các bạn có thể tin tưởng gửi tiền đó vào trong ngân hàng của Việt Nam này? Nên mà nếu bán nhà thì các bạn lấy tiền đó để đâu? Rồi bây giờ mua vàng dự trữ, vàng đó để để cái chỗ ở của các bạn tôi không gọi là nhà nữa, nó có được an toàn hay không? hay là một ngày nào đó tự nhiên là có trộm nó vào nó cứ nó lấy hết đi. Trộm là có như nhẹ đó. Nhiều khi cướp nó vào nó dí súng, nó dí dao nó cướp sạch đi. Không những là mất tài sản mà còn mất luôn cả mạng nữa. Nó thiếu an toàn tới mức như vậy. Mà bây giờ nó càng ở Sài Gòn, ở Hà Nội mà cái mức độ tội ác càng lúc càng gia tăng. Nó không hề giảm đi trong những năm gần đây mà nó gia tăng liên tục. Tại sao nó gia tăng vậy các bạn? nó gia tăng vì hoàn cảnh kinh tế tức là kinh tế Việt Nam bị bế tắc nhiều người kiếm ăn không được nữa thì phải phạm pháp để sinh tồn đó là cái thứ nhất cái thứ hai là công an liên kết với xã hội đen để trục lợi tức là có những chuyện dơ bẩn công an không muốn làm giao cho xã hội đen làm để mình, để làm dùm mình những công việc đó bù lại thì công an mắt nhắm mắt mở cho xã hội đen hoành hành ở khu vực địa phương những điều này nó đã khiến cho cái môi trường sống các bạn không được an toàn và bây giờ các bạn nói với tôi rằng là, là các bạn bán căn nhà thì bán căn nhà xong tiền để ở đâu đây các bạn trên cái câu hỏi của các bạn à, hỏi tôi là có nên bán nhà hay không rồi á, bán á, thì sẽ xử lý như thế nào tôi nói thật với các bạn tôi không biết tại vì tôi không biết được á, là cái hoàn cảnh của việt nam bây giờ nó thiếu an toàn tới mức, mức độ nào để tôi đưa ra được những cái lời cố vấn hay là những lời khuyên chính xác cho các bạn tại vì cái mức độ mà trong mấy ngày mà trong hai ba năm gần đây á các bạn cứ xem tất cả những cái tờ báo trong việt nam thôi à, từ vnexpress thanh niên tuổi trẻ à, giáo dục vân vân hầu như ngày nào nó họ cũng đăng những cái tội ác mà giết người cướp của ma túy rất là nhiều rất là nhiều hầu như ngày nào cũng có trong vòng mấy năm gần đây đúng không vậy thì cái mức độ an toàn nằm ở đâu và công an làm gì tại sao mà để cho cái tình trạng mà à, tội ác nó hoành hành như vậy tại vì công an còn phải đi kiếm ăn lương công an không đủ sống cho họ họ còn phải kiếm ăn đường khác và trong cái lúc mà họ đi kiếm ăn như vậy thì họ phải mắc nhắm mắt mở với máy tay mà du thủ du thực và buôn bán ma túy du uh, du đảng để có thể uh, gọi là liên kết sinh tồn do đó họ không có giờ để mà chăm sóc tới cái sự an toàn của dân chúng. Và cái thứ hai, trách nhiệm chính của công an là bảo vệ đảng và bảo vệ cái chế độ cai trị chứ không phải bảo vệ cho dân. Do đó các bạn trông chờ vào cái sự bảo vệ của công an thì có lẽ là các bạn đã sai lầm. Công an không có nhiệm vụ bảo vệ cho dân. Nếu công an có nhiệm vụ bảo vệ cho dân thì không có những cái màn cưỡng chế đất đai xảy ra cảnh sát cơ động cầm dùi cui cầm khiên tới để mà cưỡng chế đất đai cho xe ủi đất tới ủi sập nhà người ta do đó các bạn hỏi tôi thì tôi chỉ có thể khuyên các bạn nếu bán được thì tốt nhưng mà trước khi bán làm ơn nghĩ cái giải pháp làm sao giấu tiền trước khi mình bán tại vì nếu các bạn không bán bây giờ vài năm sau họ đổi luật thì các bạn mất trắng tay tài. tài sản một đời các bạn đổ một hôi xương máu để kiếm được đồng tiền có cái mái nhà cho cái gia đình ở Họ chỉ cần đổi, đổi luật một cái, họ nói cái khu vực đó là cái khu vực à, cần quy hoạch để mà xây dựng những cái à, bán cho chủ đầu tư, xây dựng, à, phát triển đất nước. Thì coi ừ. như các bạn mất trắng tay ngay. À, ví dụ như cái nhà ngay chỗ à, ở giữa thành phố Sài Gòn đi, đúng không? Bạn đang có cái nhà 4 tầng ở đó rất đẹp, trị giá rất là rất là nhiều. Bây giờ khu vực đó, bây giờ nó, nó cần giải tỏa để nó, thấy, nó xây những cái building khách sạn cao hơn mấy chục tầng. Và bây giờ nó giải tỏa và khi giải tỏa thì nó đâu có trả giá các bạn đúng với cái giá thị trường hay là cao hơn giá thị trường để mà họ xây đâu họ bán cái giá thấp nhất thị trường thấp gấp 10 lần của thị trường để họ có lời chứ họ lấy lại xong họ bán cho nhà đầu tư để họ kiếm lời chứ họ mua cái đó là ví dụ như là hai triệu hai triệu đồng một mét vuông đây hai à, à 2 triệu đồng một mét vuông đi đúng không thì họ mua các bạn giá hai triệu đồng một, một, mét vuông nhưng họ bán cho nhà đầu tư là 200 triệu một mét vuông cái cách của họ như vậy vì họ có cái tờ hiến pháp do họ viết ra là đất đai là sở hữu của toàn dân nhà nước quản lý đảng lãnh đạo bạn không muốn thì bạn bạn giờ cái tòa nhà bốn tuần bạn đi chỗ khác tôi không lấy nhà bạn tôi lấy miếng đất thôi làm sao các bạn giờ cái tòa nhà bốn tuần của mình đi đây một cái hành động cướp hợp pháp các, các 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 bạn do đó các bạn hỏi tôi là ở Việt Nam làm cách nào bán nhà và giữ tiền như thế nào thì tôi không biết Tôi thật cái này tôi không biết, nhưng cái cái lời khuyên của tôi là bán được thì tốt. Nhưng trước khi bán, làm ơn nghĩ giải pháp làm sao cất được đồng tiền đó. Nếu các bạn tin tưởng vào nhà băng của Việt Nam thì tôi chúc mừng cho các bạn và chúc các bạn may mắn. Còn nếu các bạn không tin tưởng cái hệ thống ngân hàng của Việt Nam thì làm ơn giải pháp tìm cái giải pháp giải quyết cái số tiền đó đi. Chuyển lậu ra nước ngoài cũng được. Chuyển lậu qua nước khác cũng được. Chuyển cho người thân cũng được. Để chi? Để không mất tài sản của mình đó là cái lời khuyên hay nhất của tôi cho cái câu hỏi ngày hôm nay của các bạn đã hỏi tôi là làm cách nào à, bán nhà giữ tài sản tại vì cái tình hình trong việt nam như vậy thì em sợ cái tài sản ngày một ngày nó mất nó sẽ mất đi nhưng mà nếu mà bán thì các bạn phải suy nghĩ giải pháp làm sao giấu cái đồng tiền các bạn bán mà à, chính quyền không biết để đục phép các bạn du đảng không biết để cướp các bạn đó là cái cái mà các bạn cần phải nghĩ tới cái giải pháp đó. Ok các bạn, đó là cái đề tài thứ nhất ngày hôm nay. Một lát nữa tôi trở lại với cái đề tài thứ hai, một cái đề tài mà nhiều người Việt Nam muốn nghe, muốn biết nhưng những kẻ không muốn biết là dư luận viên và hội cờ đỏ. Một lát tôi sẽ trở lại. Mong các bạn đừng rời khỏi làn sóng 98.7 FM trên Hải Lê Radio và trên livestream của Phong ở YouTube cũng như ở Facebook, đồng thời ở đài truyền hình ở San Jose, Bắc California và ở trên uh, Dallas cũng như là hệ thống Galaxy. Cỏ lúa mì hay tiểu mạch thảo có chứa các chất dinh dưỡng như vitamin E, B complex, C, E, K và 17 loại axit amin. Một ounce nước ép cỏ lúa mì bằng một ký nước ép rau cải xanh. Cỏ lúa mì giúp tăng cường thể lực, tăng cường hệ miễn dịch, thanh lọc cơ thể, tăng lượng dưỡng khí trong máu, giúp giảm căng thẳng thần kinh, trợ giúp rất tốt các bệnh như ngứa, ngộ độc da, dị ứng và giúp giảm rụng tóc muốn biết thêm chi tiết hoặc order, xin liên lạc qua số 1-800-888-9363, 800-888-9363 hoặc 832-933-8888, 832-933-8888 hoặc vào website www.ĐôngTrùngHảiLê.com. My Kids Hải Lê làm bằng hồng xâm 6 tuổi cho các em, giúp các em tuổi từ 2 cho đến 19 tuổi ăn ngon, ngủ ngon, tăng trưởng chiều cao, kích thức sự ăn uống, tránh biến ăn, giúp bộ não tăng trí nhớ. Và bổ xương Muốn biết thêm chi tiết hoặc order Xin liên lạc qua số 1-800-888-9363 800-888-9363 Hoặc 832-933-8888 832-933-8888 Hoặc vào website đồng -hải lê com Công ty Hải Lê giới thiệu sản phẩm Plumberry Detox Kết hợp nhiều loại rau quả Giúp tiểu tiện dễ dàng Đào thải chất dư thừa qua đường tiểu tiện Eo thon, bụng nhỏ Có tác dụng giảm cân nhanh phòng chống các bệnh như tim mạch, tiểu đường, ung thư, cải thiện hệ thống tiêu hóa, tăng cường thị giác, giảm ảnh hưởng quá trình lão hóa. Xin liên lạc qua số 888 888 9363 hoặc 83293388888329338888 832 hoặc vào website com Vâng và trở lại với chương trình Houston Nhật Ký mỗi ngày với Trần Nhật Phong trên Hải Lê Radio 98.7 FM trên livestream YouTube và Facebook đồng thời đang được phát hình tại San Jose cũng như Dallas qua cái hệ thống truyền hình local. À, trở lại chương trình ngày hôm nay với Phong cái đề tài thứ nhất đã xong tôi đã trả lời các câu hỏi của những bạn đã inbox cho tôi và hỏi tôi về cái vấn đề bán nhà bán cửa trong Việt Nam và tôi thì tôi đã nói với các bạn tôi chỉ chia sẻ với các bạn cái cách thức mua nhà bán nhà ở Hoa Kỳ và cái cách sở hữu căn nhà ở hoa kỳ theo luật lệ nó như thế nào và khi mua bán nó ra sao Để sau đó thì tôi có chia sẻ một số những cái thông tin ở việt nam về bán nhà và khi bán nhà và cái luật đất đai của việt nam nó như thế nào các bạn thì tôi đã chia sẻ với các bạn rồi do đó thì quyết định vẫn nằm ở tay các bạn nếu bán thì các bạn phải nghĩ được cái giải pháp làm sao cất đồng tiền của mình còn nếu không bán thì các bạn có thể an toàn với cái tài sản đó nhưng mà vài năm sau hay mà và vài thời gian ngắn sau họ đổi luật thì các bạn có thể mất trắng mất trắng tay và tài sản của bạn sẽ lọt vào tay người khác đó là cái đề tài thứ nhất ngày hôm nay và bây giờ bước qua cái đề tài thứ hai cái đề tài thứ hai của tôi ngày hôm nay là 43 năm qua Cộng sản Việt Nam cai trị đất nước thì dân tộc còn là cái gì các bạn trước khi mà đi vào cái đề tài này tôi kể các bạn nghe câu chuyện của Singapore mà tôi đã từng kể cái câu chuyện này ở trong một hai cái livestream trước rồi. Thập niên 1950, sau cái cuộc bỏ phiếu của các tiểu vương ở Malaysia, họ quyết định là cắt rời cái vùng đất Singapore ra khỏi cái lãnh thổ Malaysia. Và Singapore nằm dưới một cái sự quản trị của ông Lý Quang Diệu. Và lúc đó Lý Quang Diệu còn rất trẻ các bạn. Và lúc đó thì cái mảnh đất Singapore sau khi bị đẩy ra khỏi Malaysia trở thành một đảo quốc độc lập, tức là trở thành một cái quốc gia độc lập riêng biệt. Ông Lý Quang Diệu, ông đứng giữa trời ông khóc các bạn. Ông giữa trời ông khóc bởi vì một cái xã hội của Singapore lúc bấy giờ 80%, 90% là băng đảng hoành hành. Cả một cái xã hội đảo điên, chính phủ không có lấy một đồng ngân sách để có thể điều hành cả cái cơ chế chính phủ. Vì khi mà bị đẩy ra khỏi Mã Lai rồi, Coi như chính quyền liên bang của Mã Lai không cấp bất cứ một cái ngân sách nào nữa. Tại vì nó không còn thuộc về đất nước Mã Lai nữa. Nó trở thành một cái quốc gia riêng biệt rồi. Và khi trở thành quốc gia riêng biệt thì phải tự lo tất cả mọi thứ. Không được sự, sự trợ giúp của chính quyền Mã Lai nữa. Ở tập niên 1950. Và ông Lý Quang Diệu đã phải rơi nước mắt. Bởi vì ông ta sẽ phải bắt đầu từ con số 0. Và với dưới một cái xã hội nó loạn vô cùng. Tức là bán ma túy. Rồi... À xì uh, à, uh, những cái uh, tệ nạn xã hội rồi sự uh, cái quan trọng nhất là sự va chạm rất nặng nề giữa các sắc dân với nhau các bạn biết cái vùng đất singapore nó là cái vùng đất nó cũng tập hợp nhiều sắc dân khác nhau nó không khác gì hoa kỳ nó có người indo nó có người malaysia nó có người thái có người ấn độ có người trung hoa họ cũng có nhiều sắc dân ở trong cái đảo quốc rất nhỏ như vậy và mỗi một sắc dân lại có một cái văn hóa khác biệt và đụng chạm văn hóa cọ sát văn hóa dẫn tới những cuộc mà chém giết đẫm máu tại mảnh đất Singapore ở các thập niên 50 và đầu thập niên 60 và cái thời đại điểm đó các bạn Singapore là một mảnh đất được xem là nghèo nhất khu vực Đông Nam Á nhưng mà rồi dưới cái tài quản trị của ông Lý Quang Diệu với cái sự khéo léo của ông điều đình với những quốc gia có khả năng tài chính hỗ trợ cho ông ta lúc ban đầu lập chính phủ lập nội các quản trị xã hội từ cái định chế ngân hàng thế giới lúc bây giờ là World Bank mới được thành lập được vài năm thôi. Rồi sau đó à, được sự hỗ trợ của chính phủ Hoa Kỳ, được sự hỗ trợ của à, Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF và ông ta bắt đầu có ngân sách để bắt đầu mà điều hành quốc gia. Và chỉ trong một thời gian rất ngắn, tức là chưa đầy 20 năm, Singapore đã nhanh chóng trở thành một cái quốc gia tiềm năng trong khu vực là thập niên 70. Qua tới thập niên 80 thì Singapore trở thành một trong bốn con hổ của Á châu. Và đến năm 2000 Singapore được ghi nhận là cái vùng đất sạch sẽ nhất thế giới và được xem là một cái vùng đất đáng sống nhất thế giới. Thập niên 2000. Đúng không các bạn? Rồi chưa, chưa hết, chưa hết. Bây giờ nhiều người gốc Á ở những quốc gia khác, đặc biệt là Trung Quốc, đặc biệt là Trung Quốc đang tìm cách xin nhập tịch Singapore, kể cả một số người Mỹ cũng xin nhập tịch Singapore mà vẫn chưa được. Tại Singapore còn nhập tịch Singapore còn khó gấp trăm lần so với nhập tịch Hoa Kỳ các bạn. Thậm chí là ông chủ của cái trang mạng Facebook Mark Zuckerberg cũng xin quốc tịch Singapore tại vì ông ta ông ta là quốc tịch Mỹ đó mà rồi ông ta cũng xin qua Singapore vì ông ta có lý do về vấn đề thuế má ông ta muốn tránh cái đóng cái thuế với chính phủ Hoa Kỳ quá nhiều so với cái suy nghĩ của ông ta và ông ta muốn nhập quốc tịch Singapore đúng không rồi các bạn thấy một số minh tinh tài tử của Trung Quốc Hồng Kông đều có quốc tịch Singapore tại vì khi các bạn có quốc tịch Singapore thì các bạn có quyền sở hữu một cái căn nhà tại đất Singapore rất là nhỏ còn nếu mà các bạn không có quốc tịch Singapore thì các bạn không được quyền sở hữu một căn nhà nào hết Singapore vẫn là mảnh đất vì đất họ quá nhỏ rất là nhỏ cái đảo quốc đó nó còn nhỏ hơn thành phố Sài Gòn nữa mà các bạn thì do đó là chính phủ không cho phép sở hữu đất đai mà cái người dân chỉ làm chủ căn nhà nhưng mà muốn làm chủ căn nhà thì phải có quốc tịch Singapore thì mới làm làm chủ được cái câu chuyện của Singapore tôi kể cho các bạn nghe cái quá trình phát triển đất nước Singapore rất là ngắn từ thập niên 50 thì một cái xã hội không có một đồng ngân sách xã hội băng đảng control tức là băng đảng kiểm soát toàn bộ xã hội qua tới 60 70 thì Singapore đã trở thành một cái vùng đất đầy hứa hẹn tức là có một cái tiềm năng kinh tế tốt nhưng tới thập, thập niên 80 Singapore trở thành một trong bốn con hổ kinh tế của Á Châu và họ không dừng lại tới thập niên 2000 trở về đây 18 năm qua singapore luôn dẫn đầu thế giới về cái môi trường sống về cái môi trường sống và là vùng đất đáng sống nhất thế giới đó là sự thật tôi kể cho các bạn nghe cái câu chuyện phát triển mà ông lý quang diệu là đảng lao động nhiều năm nhiều năm nay mặc dù là singapore có nhiều đảng chính trị tham dự nhưng mà cuối cùng người dân singapore vẫn tin ông lý quang diệu và ông đã cai trị singapore một thời gian khá dài khá dài so với cái 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 một cái những cái xã hội mà dân chủ thì là cái vấn đề cầm quyền của ổng khá dài. Rồi các bạn, đó là câu chuyện của Singapore, câu chuyện của Mã Lai. Mã Lai là giống như là một cái quốc gia giống như Hoa Kỳ, họ có từng cái tiểu bang, mỗi tiểu bang là một ông tiểu vương và họ bầu ra một người à, là quốc vương của Mã Lai và sau đó thì thay nhau. Còn cái vấn đề điều hành chính phủ thì là do à, cái hệ thống bầu cử còn mà bầu cái người quốc vương đó là những tiểu vương ở những tiểu bang họ bầu với nhau. Đúng không các bạn? Và cái thời điểm mà thập niên 50 họ vừa thoát khỏi cái chế độ nô lệ. Đúng không các bạn? Và dưới cái thời của ông thủ tướng được xem là một trong những thủ tướng lâu đời nhất của Malaysia là ông Mahathir Mohamad. Hồi giáo. Malaysia là một, trong một quốc gia đa số hồi giáo. Các bạn cho tới cái lúc mà tôi có mặt ở Mã Lai năm 1986 khi tôi đi vượt biên. Các bạn có tưởng tượng rằng Mã Lai lúc đó và cho tới giờ phút này vẫn là một trong những quốc gia Hồi giáo giàu nhất thế giới. Tính trên GDP đầu người, Mã Lai có lợi tức là hơn 20.000, 25.000 Mỹ Kim một năm. Và các bạn thấy và Mã Lai cũng xây dựng cái nguồn máy của họ, cái hệ thống chính trị chính trị của họ rất là tốt. Tôi kể cho các bạn nghe hai câu chuyện của Malaysia và Singapore, tôi cho thấy rằng là ở trong một cái cơ chế mà nó có sự bầu cử và mọi người đồng đều có cái cơ hội giống nhau để ra phục vụ đất nước thì cái quốc gia đó tiến rất nhanh. Cái quốc gia đó tiến rất nhanh tại vì tất cả mọi người đều nỗ lực để cầu tiến cho bản thân của mình. Nỗ lực cầu tiến cho bản thân của mình, tại vì mỗi một bản thân thành công thì là đất nước có nhiều người thành công thì đất nước đó tương đối nó sẽ giàu mạnh. Đúng không các bạn đó là cái cái những cái hình cái hình ảnh tôi kể cho các bạn nghe riêng với Việt Nam Đảng Cộng sản sau khi chiếm miền Nam Việt Nam từ năm 1975 được xem là thống nhất hai miền theo cái ngôn ngữ của họ 43 năm nay họ đi theo cái quy tắc của họ tức là đảng trên hết ngoài đảng ra không có gì quan trọng hơn thậm chí những đảng viên đó không coi cha mẹ mình ra cái gì cả đảng là trên hết và cuối cùng là gì các bạn Họ đi theo cái hướng này Họ không tạo cơ hội đồng đều cho tất cả người dân Cùng nhau đóng góp vào cái à, cái đất nước Phục vụ cho đất nước Họ dành hết cái quyền lãnh đạo Họ không để cho người dân Những người khác tư tưởng của họ Có cái cơ hội đồng đều với họ Để mà cùng quản lý đất nước 43 năm sau Việt Nam, miền Nam Việt Nam Từ một trong những cái quốc gia Được sự nể trọng của cả khu vực Á Châu niềm mơ ước của nhiều mảnh đất như là Đài Loan, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines. 43 năm sau, Việt Nam đi mơ ước lại được trở thành vùng đất như Singapore. Trong khi thập niên 50-60, lính Lý Quang Diệu ngó, ngó tới cái mảnh đất Việt Nam thì thèm đến mức mà muốn khóc. Giang Sơn thì rộng, đất đai con người đầy đủ, nền giáo dục tốt của người Pháp để lại vân vân. Tất cả những điều đó đã làm cho Lý Quang Diệu mơ tưởng người dân Singapore làm sao có được cái mảnh đất giống như miền Nam Việt Nam. Vậy mà 43 năm sau, dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam, thậm chí là ông thủ tướng bây giờ của Đảng Cộng sản Việt Nam còn nói rằng là 10 năm nữa, 20 năm nữa chúng ta sẽ trở thành Singapore. Các bạn nghĩ thế nào? Vậy thì các bạn trả lời cho tôi nghe, trong 40 năm 3 năm Đảng Cộng sản cai trị cởi đầu cởi cổ người dân dân tộc việt nam còn lại gì đây mất sạch tất cả các bạn tôi chưa nói đến tài sản mà ông cha để lại khoáng sản rồi à, những cái tài nguyên phong phú tôi chỉ nói cái nhân cách con người và cái nền giáo dục tốt đẹp nó biến mất thôi những cái này là những cái làm nên cái xã hội và những cái làm cho xã hội phát triển tốt đẹp và phát triển một cách khỏe mạnh. Bây giờ mất sạch. Cái nền giáo dục trước năm 1975 dưới thể chế Việt Nam Cộng Hòa và trước thể chế Việt Nam Cộng Hòa là thời Pháp thuộc. Cái nền giáo dục đó như thế nào các bạn? Nó là một cái nền giáo dục rất tốt. Nó dạy cho con người đầy đủ những cái cách ứng xử, cách đối nhân xử thế, cách ra đời. Đúng không các bạn? Và tạo ngoại trừ tạo cho các bạn những cái tri thức bình thường trong cuộc sống thì nó còn dạy cho các bạn cái cách sống, cái cách gìn giữ đạo đức, luân lý gia đình. Từ cái thời Pháp thuộc cho tới cái thời Việt Nam Cộng hòa. Nhờ cái nền tảng đó mà cái xã hội lúc đó phát triển tốt. Đúng không các bạn? Và nhân cách con người bước ra đường là lịch sự chào hỏi, bắt tay bắt chân và gặp nhau sao hoặc là vồn vã bạn bè có gặp nhau cười giỡn lớn tiếng đi nữa thì cũng trong cái vòng rất khá lịch sự không có những cái, cái ngôn ngữ mà mà các bạn nghe bây giờ ở trên Facebook hoặc là những dư luận viên hay hội cờ đỏ thường dùng đối với những người làm livestream như chúng tôi các bạn thấy nó mất sạch cái nền giáo dục đó đi và bây giờ nó thay thế bằng một cái nền giáo dục bệnh hoạn đó các bạn thấy tôi gọi là giáo dục bệnh hoạn đó là cô giáo bị bắt quỳ 40 phút đồng hồ đó giống như cái câu chuyện hôm trước tôi đã kể trong cái livestream cho các bạn rồi cái cảnh mà hội đồng đánh hội đồng nhau ở trong trường học chọi dép lên thầy thầy cô giáo rồi chặn đường à, hành hung cô giáo, vân vân. Nó tràn ngập hết, tức là nó không còn cái nhân cách của con người nữa. Một cái xã hội nó không còn cái nhân cách của con người nữa. Mà một cái xã hội nó giống như là một cái xã hội dành cho những con thú. Không biết suy nghĩ, không ý thức được trách, trách nhiệm được cái việc làm của mình như thế nào, nó ảnh hưởng người ta ra sao và nó gây tổn thương người khác như thế nào. Nó hoàn toàn nó biến mất sạch sẽ khỏi cái miền Nam Việt Nam dưới cái thời mà Cộng sản cai trị bây giờ. Vậy các bạn trả lời cho tôi biết, các bạn trả lời cho tôi biết là 40 năm cai trị dân tộc Việt Nam được cái gì các bạn? Họ không được gì hết, họ mất sạch hết. Tôi chưa nói lúc nãy, tôi đã nói, tôi chưa nói tới những khoáng sản bị bán, những tài nguyên của ông bà cha ông bà tổ tiên chúng ta để lại từ ngàn năm từ trăm năm mất sạch ngay cả người pháp vô cũng không có thể khai thác được nhiều họ đâu hộ chúng ta suốt một trăm năm đó nhưng mà họ có khai thác họ bán thì họ cũng trồng lại rừng họ cũng làm lại tất cả những chuyện khác chứ họ không có cái kiểu mà bán vô tội vạ như bây giờ đâu các bạn mà người pháp là cái là chúng ta coi họ là những kẻ hút máu dân tộc việt nam đó khai thác một số những cái tài nguyên của việt nam đưa về nước pháp hút máu người dân việt nam cái thời điểm đó nhưng cái mức độ họ còn có cái sự đền bù tức là họ còn trồng lại họ chặt rừng đi nữa họ trồng lại họ đốn rừng họ làm rừng cao su họ trồng cao su nhưng rồi họ cũng trồng lại những cái cây khác ngay cả cái đường phố ở sài gòn các bạn nhớ không những cái cây mà nó tồn tại những cái cây me cây bự nó tồn tại cả trăm năm là do người pháp trồng là do người Pháp trồng khi mà họ xây dựng những cái hệ thống hạ tầng cơ sở ở cái đường phố Sài Gòn những cái ống nước ống cống ngầm ở phía dưới và ở trên họ vẫn trồng cây để tạo cái màu xanh cho cái 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 thành phố bây giờ còn không các bạn họ làm họ có hút máu nhưng họ còn biết đáp trả lại cho một phần nào đó so với bây giờ những kẻ đang cai trị các bạn nghĩa là khai thác bán vô tội vạ luôn dầu khí khai thác cạn kiệt hết rồi bây giờ tất cả các khoáng sản cái Bô xích đúng không Nói là sẽ khai thác phát triển kinh tế Bây giờ thì nó là lỗ Rồi cái nhà máy lọc dầu dung quốc hai chục năm nay Bây giờ lỗ Vậy thì khai thác làm gì Đừng khai thác Để yên đó đi Tìm cách phát triển cách khác Họ không có họ Đầu óc của họ giống như tôi đã nói Không đủ trình độ, không đủ chuyên môn không đủ kiến thức, không đủ bản lãnh mà còn ngồi trên cái ghế cao cai trị cả đất nước cuối cùng là cái đầu óc của họ chỉ kia ổ oh, bán lấy tiền, bán lấy tiền nhưng mà lấy tiền đó, lấy được một cọc tiền về thì một cọc tiền đó có được nghĩa là xây dựng những cái hạ tầng cơ sở và giúp cho người dân đỡ khổ hay không hay một cọc tiền nó về nó biến mất hết, nó còn có dài tờ cho người dân còn nguyên cọc đó vô túi mấy qua các bạn, nó rất là rõ ràng, trong 43 năm Đảng Cộng sản cai trị, các bạn cho tôi thấy họ làm được cái gì để các bạn có thể hãnh diện bước ra ngoài nói tôi là người Việt Nam. Tôi không nghĩ là họ có một cái điều gì để các bạn được hãnh diện cả. Không có cái điều gì để các bạn được hãnh diện cả. Đúng không? Mà ngược lại, họ làm cho tất cả cái tài sản của dân tộc Việt Nam biến mất nó không những là nó biến mất những cái tài sản cụ thể tức là khoáng sản nè rừng nè tài nguyên nè đúng không mà nó còn làm biến mất luôn những cái tài sản trừu tượng là nhân cách văn hóa giáo dục là những cái tài sản các bạn không nhìn thấy bằng mắt nhưng mà là cái tài sản di sản của ông cha để lại bao thế hệ từ cái giáo dục cách sống nhân cách cho tới cái nét văn hóa của dân tộc biến mất hết và bây giờ còn lại cái gì các bạn bây giờ các bạn nói cho tôi nghe còn lại cái gì đây là một nền văn hóa hỗn tạp đó giống như tôi đã từng chia sẻ với các bạn trong những cái livestream trước rồi hỗn tạp là như thế nào là du nhập những cái văn hóa bị những quốc gia khác dạng lọc ra thì nó đã tới Việt Nam con cái chửi cha mẹ chỉ vì thần tượng cái văn hóa đó ngày xưa có không các bạn hoàn toàn không có trong văn hóa của Việt Nam. Bây giờ thì con cái muốn đi gặp thần tượng mà cha mẹ cản một cái là chửi bới cha mẹ, thậm chí còn đánh luôn cả cha mẹ nữa. Mình có văn hóa đó không? Không hề có. Văn hóa đã như vậy. Giáo dục thì như thế nào? Các bạn đã thấy rồi, tôi không nói thêm nữa. Đúng không? Nhân cách sống. Bây giờ là chụp giật. Đúng không các bạn? Chụp giật. Làm tiền. Không lỗi. Lừa gạt mất hết sạch những cái nhân cách của người Việt Nam thấy lợi là chụp thấy lợi là chụp không biết lòng tự trọng của mình là cái gì cứ thấy ai đưa tiền là lụm ai đưa tiền là cầm mà không biết là đồng tiền nó cầm sẽ phải trả giá như thế nào mất luôn cả nhân cách mất luôn cả lòng tự trọng ai cho tiền cũng cầm hết tức là một cái thứ ăn tạp cái gì cũng ăn hết đó là xã hội Việt Nam bây giờ 43 năm Cộng sản cai trị những cái họ để lại cho dân tộc Việt Nam, tức là tất cả những điều chúng tôi nói. Nó không có một cái gì cho các bạn thấy là các bạn tự dỗ ngực tự hào là một người Việt Nam, một dân tộc có cả ngàn năm văn hiến. Một dân tộc đã từng có những quá khứ hào hùng. Các bạn thấy chưa? Tôi chia sẻ với các bạn cái đề tài ngày hôm nay là vì bên cạnh những cái mà chửi bới của dư luận viên hay hội cờ đỏ inbox cho tôi một cách riêng tư à không phải là riêng tư nữa mà nó bị lọt vào cái phần mà filter web tôi không nhìn thấy và đôi khi tôi liếc qua tôi nhìn thấy thì tôi mới đọc được những cái 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 comment của họ những lời chửi bới rất tục tiểu tôi tôi ngồi tôi nghĩ là cái xã hội nó đào tạo con người chỉ biết chửi bới như thế này thì cái xã hội nó sẽ đi về đâu đây các bạn cứ ai nói mà phê bình mình là chửi đổng lên đi chửi mà chửi người ta tấp mặt luôn chửi người ta không kịp đỡ luôn các bạn cái xã hội như vậy là cái xã hội nó không thể tiến được và nó đưa cái xã hội đó đi lùi dần lùi dần lùi dần tới vực thẳm các bạn không còn con đường nào lựa chọn hết tại vì cái xã hội các bạn đang sống là như vậy một các bạn phải chung sống với lũ tức là phải chấp nhận cái văn hóa đó và các bạn đã tự biến mình thành một cái thứ văn hóa như vậy và rồi tới phiên con cháu các bạn thì các bạn đừng trách các bạn đã sống theo văn hóa đó thì con cháu các bạn cũng vậy và khi nó sống theo văn hóa đó nó đối xử với các bạn như thế nào các bạn cũng phải chịu tại vì các bạn không đỡ được mà các bạn muốn có một cái nền văn hóa khác tốt hơn đẹp hơn thì nó không phải là xã hội việt nam bây giờ nó là một cái xã hội khác hoặc là các bạn phải thay đổi cái xã hội đó thì quả chăng nó mới ra được một cái màu khác còn bây giờ tôi nói với các bạn nó là màu xám và đang chuyển dần thành màu đen nó không còn cái cơ hội nào khác cả. Trừ khi là các bạn đổ hết nguyên cái thao nước đó đi. Rửa sạch thao nước rồi bắt đầu châm nước mới vô. Chứ không còn cách nào mà các bạn cứu vãn được cái 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 thao nước đó nữa hết. Do đó tôi nói tôi mới đặt cái câu hỏi trong cái live stream ngày hôm nay của tôi. Cái đề tài ngày hôm nay của tôi là 43 năm cộng sản Việt Nam cai trị đất nước Việt Nam. Các bạn được những gì? Dân tộc còn lại cái gì? Tôi nói với các bạn, dân tộc không còn lại, không còn cái gì cả không còn nhân cách, không còn văn hóa, không còn nền giáo dục để mà có thể ngẩng mặt lên nhìn thiên hạ, đúng không? Tất cả mọi thứ đều bán hết, tất cả mọi thứ đều bán hết. Những cái câu mà tôi nghe các bạn nói thành những cái câu triết lý mà các bạn ngẫm nghĩ nó là đúng với tôi nó không hề đúng, với tôi và những người ở hải ngoại nó không hề đúng. Những câu như là à, những gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền những cái câu đó các bạn coi đó là cái câu triết lý hay đúng đối với tôi nó không đúng tiền không thể mua được hết tất cả tôi khẳng định với các bạn điều đó tiền không mua được mạng các bạn các bạn bỏ bao nhiêu tiền để mua được mạng các bạn đây không hề cho nên các những cái câu đó là những cái câu mà dạy các bạn một cái gọi là nói là thực tế nhưng mà dạy các bạn cái lối khôn vặt đó là những câu triết lý như vậy hay là đẳng cấp là nhất thời Ý, phong cách là nhất thời đẳng cấp là vĩnh viễn gì đó, đúng không? Các bạn, một cái câu nói đó không các bạn đã thấy sự phân biệt đối xử rồi. Phong cách là nhất thời đẳng cấp là vĩnh viễn. Ở trong một xã hội con người ngang với nhau, đẳng cấp ở đâu ra? Tự mình phân biệt mình là đẳng cấp cao hơn à? Các những cái câu mà các bạn nghĩ rằng đó là những câu triết lý, à, có lý, có lý, có lý hay lắm. Nhưng thưa các bạn, đó là cái văn hóa mặc cảm đó là cái văn hóa mặc cảm đó văn hóa mặc cảm của những kẻ thua kém người khác cho nên người ông bà mình ngày xưa vẫn thường có cái câu là à, trưởng giả học làm sang hay là cốc mới đi guốc tức là có tí tiền là bắt đầu là trở mình biến mình thành thứ khác đó đúng không các bạn nó mới đẻ ra những cái triết lý này và những cái triết lý này đó ông bà cha mẹ mình ngày xưa đó là nó thẳng đó họ đuổi ra khỏi nhà họ không chơi họ không tiếp những cái thứ này là họ không tiếp tại vì họ xem những cái thứ này là văn hóa mất dạy những cái thứ này không để cho nó lọt vào trong nhà mình ảnh hưởng tới con cái của mình những cái gọi là cái gì không mua được bằng tiền sẽ mua được rất nhiều, bằng rất nhiều tiền các bạn mua được cái mạng các bạn bằng tiền không không hề trên những cái câu triết lý đó chỉ là những câu triết lý cùng của những kẻ mang mặt cảm thôi chứ nó không phải là bày tỏ một cái nét văn minh của một con người văn minh có văn hóa nếu mà các bạn các bạn tuổi trẻ tôi không nói những bạn sinh sau năm 1975 80 90 tôi không nói đi đúng không tại vì các bạn không có cái cơ hội được sống trước năm 1975 mà ít nhất những bạn sinh năm 70 có lý do dù là năm 70 các bạn còn rất là nhỏ nhưng mà sau năm 70 từ năm 75 cho năm 80 những người Việt mà chưa có rời khỏi Việt Nam đó và cái văn hóa cũ nó vẫn còn tồn tại nó kéo dài mấy năm đó đúng không các bạn các bạn sẽ nhìn thấy rõ. Những bạn nào mà sinh ở cái thập niên 70 sẽ nhìn thấy rõ cái cách ứng xử của cha mẹ mình cái thời điểm đó nó hoàn toàn khác với bây giờ. Đây là những cái mà tôi chia sẻ rất thật lòng với các bạn. 43 năm Cộng sản cai trị đất nước Việt Nam Nó đã biến đất nước Việt Nam thành một cái vùng đất nó còn tệ hơn những vùng đất phi châu có chiến tranh nữa. Tại vì con người đó nó còn giả mang hơn nữa. Ở những vùng đất chiến tranh họ bắn nhau vì cái lý tưởng họ giết nhau vì những cái lý tưởng và những cái quan điểm khác nhau thôi. Nhưng mà họ chưa chắc đã giả mà. Còn cái vùng đất mà các bạn đang sống con người đối xử với con người, nó còn giả mang hơn những người đang sống trong những vùng đất có chiến tranh ở Trung Đông và ở Phi châu. Tôi nói thật, những người ở trong những vùng đất đó họ bắn nhau vì cái lý tưởng à, tôn giáo của họ hay vì cái lý tưởng à, quan điểm sát khác nhau của họ thôi. Đúng không các bạn? Nhưng mà buông cây súng ra họ vẫn coi trọng nhau là con người họ không có giả mang đối xử với người ruột thịt của mình giống như là đảng cộng sản việt nam đang cai trị các bạn hồi chiều trước khi mà tôi làm cái livestream này tôi nhìn thấy một cái một cái hình ảnh mà những tay công an với lại dân phòng thì phải đạp đổ luôn cả một cái 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 rổ cái rổ trái cây của một cái chị bán trái cây mà tôi không biết chị có chiếm vỉa hè lớn vỉa hè hay không. Bốn năm thanh niên dây một mình chị đó đạp đổ hết cái rổ trái cây của chị xuống đất. Đó là văn hóa của cộng sản Việt Nam đang dạy cho người dân, đang cai trị người dân và đang giáo dục người dân đó. Các bạn. Họ giáo dục người dân bằng những cái phương thức giả mang bạo lực như vậy. Một người phụ nữ. Họ đi buôn bán thôi. Năm sáu thanh niên lôi chị ra đạp hết tất cả trái cây rớt xuống nước đất Nội cái hành động đó không các bạn đủ hiểu cái nền văn hóa và những kẻ đang nhân danh luật pháp gì đó của đảng cộng sản đang đối xử với chính người dân của mình các bạn nó giả dạ mà ở bên đây ở bên mỹ này có cái cảnh đó không các bạn nó không nhưng nó có cảnh sát lạm quyền và dùng súng bắn chết người không các bạn có có rất nhiều nhưng mà sau đó thì thế nào? Cảnh sát đó sẽ bị xét xử như thế nào? Các bạn nhìn thấy, đều bị kết án, đều bị phải vô tù hết. Đó là sự thật. Đừng nói là chúng tôi coi so sánh hay. Ở bên Mỹ, cảnh sát bắn dân, bắn da đen, bắn người ta chết, tùm lum tại sao mày không nói? Tôi nói đây, họ có bắn đó, nhưng mà họ bắn đúng theo nguyên tắc chưa? Và cái người đó có đe dọa tính mạng của họ hay không? Và nếu người đó bắn không đúng nguyên tắc, thì bây giờ như thế nào? ngồi trong tù gà ngồi rút mà gọi là ngồi tù rút xương đó mà cái sở cảnh sát còn phải bồi thường lại cho người ta nữa các bạn nó có hay không? không có nhưng mà trả giá hết còn những tên mà đang đánh người dân đang trừng đang đàn áp người dân có bị trừng trị hay không các bạn không hề có vẫn phay phay vẫn cầm cái ba ton đi vòng vòng giác trên vai rồi á còn khoát tay với mấy tên xăm mình du du đảng nữa đó là hình ảnh của cái gọi là công an nhân dân đó các bạn cái gọi là dân phòng đó đang hiện hữu hàng ngày ở trước mặt các bạn đó và không cần trả giá đánh người ta không cần trả giá tại vì tao là công an còn bên mỹ này á có được không các bạn chết từ chết tới bị thương thân bại danh liệt ở tù chính phủ phải bồi thường cho nạn nhân ok các bạn đó là câu chuyện ngày hôm nay khi các bạn hỏi tôi về vấn đề mua bán nhà ở Việt Nam cũng như là tôi chia sẻ với các bạn về cái gọi là 43 năm dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Việt Nam như thế nào và cái câu chuyện này thì giống như mỗi lần tôi vẫn nói với các bạn những gì tôi chia sẻ với các bạn đó là những cái suy nghĩ của tôi và những cái thông tin tôi có được nhưng không có nghĩa là các bạn phải listen, phải nghe tôi 100% các bạn hãy đi lấy những cái thông tin đối nghịch với tôi chọn những thông tin đó rồi kiếm những thông tin khác đa chiều hơn rồi các bạn để hết lên bàn so sánh đối chiếu phân tích sau đó các bạn sẽ tự rút ra cái quyết định cho chính bản thân mình con đường nào là con đường đúng xã hội nào là xã hội tốt đẹp và tương lai các bạn sẽ quyết định như thế nào là do chính các bạn tự quyết định không phải là tôi tôi chỉ là cái người giúp các bạn cái phương pháp để các bạn so sánh đối chiếu và phân tích thôi đó là mục đích những cái livestream của tôi hàng ngày ở trên ở trên Facebook và trên làn sóng của Hải Lê Radio 98.7 FM và trên YouTube cũng như một số những cơ quan truyền thông khác. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ hai. Hôm nay cuối tuần, ngày mai tôi không cần làm live stream, ngày mai tôi được nghỉ và hy vọng rằng là ngày mai tôi lại tuy nghỉ nhưng mà tôi vẫn có những việc khác tôi làm. À, không ở không các bạn. Hy vọng rằng là chúc các bạn một cuối tuần thật vui vẻ, an bình, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Chúng ta sẽ gặp lại vào tối ngày thứ hai cũng trên cái làn sóng này và cũng trên cái livestream của tôi mến chúc các bạn một cuối tuần thật là vui vẻ